Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Em xin tự giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé. Cơ sở chúng em có luôn với cái tên gọi quen thuộc là Ran Rừng Ngọc Bền rồi các bạn ạ. Nên là cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Số điện thoại để liên lạc trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ anh Duy nhỉ? Ngày 17 nhỉ? Vâng, cơ sở chúng em sẽ cập nhật về được một chút kèn rừng hàng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Hàng rừng Tây Bắc bây giờ đang nụ cực kỳ đẹp luôn. Nên là em cũng giới thiệu luôn cho các bạn hàng mới về lúc giờ trưa. Như ở đây em có chia thành từng phần và giá của từng phần luôn các bạn nhé, chi tiết từng loại. Bây giờ cái clip này thì em giới thiệu cho các bạn về những cái phần kèn mà hôm nay mới cập nhật về. Nên các bạn đặt phần nào thì hãy điện cho chúng em nhé, rồi chúng em sẽ gửi lan đi cho các bạn trong ngày luôn. Như ở đây ở trên kia là em có đề giá là từng phần số 1 trở đi này. Đây là những phần kèn to đẹp. Đấy, hàng rừng bây giờ đang nụ nhé các bạn nhé. Nụ rất là nhiều luôn này. Đấy, dân họ khai thác về mà giữ được những cái nụ này là cực kỳ tốt rồi. Đó, những cây mà nó đong gọi về nó bị gãy đuôi một chút. Đây là phần số 1 nhé các bạn. Đấy, phần số 1 gồm có giá là 500.000 mà gồm có 3 khóm. Mỗi khóm này là một thân tơ các bạn ạ. Đấy, khóm này có một thân tơ này. Đó. Đấy, em giới thiệu chi tiết luôn cho các bạn luôn. Đó, một khóm này. Đấy, khóm này rất dài luôn này. Đó. Hai khóm này. Ba khóm đây. Đấy. Phần số 1 có giá 500.000 nhá. Đây, phần số 2 cũng có giá là 500.000 đấy. Những phần này thì đồng giá 500.000 hết. Đây là một khóm này, có một thân tơ này. Đấy, hai khóm này. Đó, hai khóm đây. Khóm thứ 3 này. Đấy. Có một thân tơ đang nụ hoa đang rất là dài rồi này các bạn này. Đó. Đây một khóm nữa này. Phần số 2 cùng có 4 khóm các bạn ạ. Khóm 4 khóm, 4 thân tơ. Còn đây phần số 3 cũng có giá 500.000 đây. Đó. Đấy, khóm này có một thân này bị gãy này. Những thân gãy này nếu mà chưa nở hoa được thì chúng ta ươm ki nhé các bạn nhé. Đây nụ đây. Đó, nụ sát gốc luôn này. Đó, một khóm này. Hai khóm đây. Ba khóm đây. Khóm này đang mọc cái con rồi đấy các bạn. Ba khóm có một thân tơ này. Bốn thân tơ luôn các bạn. Đây, khóm này có thêm một thân tơ ngắn chừng 20 phân nữa này. Đây, một khóm nữa này này. Hàng rừng thì nhìn nó sâu bệnh lắm các bạn ạ. Đó. Phần số 4 đây. Đây là phần số 4 gồm có một khóm đây. Khóm này thân tơ mấy nhũ đang sưng nụ này. Một. Đấy, khóm này nụ khá dài này. Hai này. Ui giời, nó đan hết vào nhau. Đấy, khóm này thân cái thân quả này bị gãy này. Đấy, thân già bị gãy hai thân già và một thân tơ này, thân tơ nó đang sưng nụ nha các bạn nhé. Đó, đây là những cái nụ mà đang sưng này. Hơi mờ nhỉ. Đấy. Ba khóm này, bốn khóm này. Đấy. Đấy, nụ đây. Bốn khóm, năm khóm. Khóm này có 5 khóm, phần này có 5 khóm nhé các bạn nhé. Phần số 4 là 500.000. Và còn đây là có một vài dề. Em có mỗi phần này là 2 dề nhé các bạn nhé. Có giá là 600.000 ạ. Phần số 5. Đấy, 2 dề đây, 1 dề đây. Dề này gồm có 2 thân tơ này các bạn này. Đó, hàng dề thì chúng ta sẽ dễ chăm sóc, dễ trồng hơn. Tại vì nó sẽ khỏe hơn. Tại vì nó có rất là nhiều thân già để nó còn giữ được cho chúng ta những cái chất dinh dưỡng để nuôi mầm cái con nhé các bạn nhé. Và chúng ta mang về mà dùng thêm thuốc kích ki thì nó sẽ đẻ được nhiều cái con hơn. Đấy, hai dề này có giá là 600.000 nhé các bạn. Như dề này có 1, 2, 3, 4 thân tơ nhé các bạn này.
Đó, dê này có tới 4 thân tơ luôn này, đang hoa này. Đấy, mà có giá là 600 nghìn thôi. Ủa, thân này bị gãy nhá các bạn. Thân này bị gãy ở đây này. Nhưng nó vẫn đẻ cái con được bình thường đấy các bạn. Đó, 600 nghìn. Còn ở đây có một hai dề này cũng có giá là 600 nghìn. Em có đề số là dề số 6 nhé các bạn. Đó, một thân tơ này. Đó, khóm này có một thân tơ rất là dài đẹp luôn này. Đấy, bị gãy mất phần đuôi nhé các bạn nhé. Đây, khóm này cất rất to luôn này. Những cái khóm liền dề như này thì chúng ta sẽ dễ chăm sóc hơn, tại vì nó khỏe hơn. Đó, 1, 2, 3 thân tơ, 3 thân tơ. Đó, 600 nghìn ạ. Còn đây phần số 7 cũng có giá là 600 nghìn ạ. Đó, thân rất là to đẹp luôn này, phần số 7 này. Bị gãy mất cái ngọn nhé các bạn nhé, thân tơ. 1, 2, 3 thân tơ. 3 thân tơ khóm này mà nó lại nù nữa. Nù mà rất là đỏ bóng các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đây, đang nụ này. Bị gãy mất phần đuôi này. Thân dài nhất bị gãy này. Còn cái dề bên dưới đây hơi chật nhỉ. Đó. Trong lúc gửi hàng đi thì em sẽ bọc kỹ những cái nụ này. Chúng ta còn được nụ nào thì chúng ta chơi hoa nụ đấy. Tại vì lúc vận chuyển về thì một số nụ nó cũng bị hỏng, bị gãy nụ. Đây còn dề bên dưới đây. Dề bên dưới cũng có 3 ngọn nữa này. Bị sâu này. Cái này không phải bị gãy nhé, bị sâu nhé các bạn nhé. Một thân này, hai thân này. Đó. Đâu nhỉ? Nãy em nhìn thấy 3 thân đấy. Hai thân thôi các bạn. 600 nghìn hai dề này. Còn đây phần số 8 có giá là 600 nghìn đấy các bạn. 600 nghìn đây. Đó, cũng gồm có hai khóm nhé các bạn. Đấy, khóm này có một thân rất là to đẹp luôn này. Đó. Đấy. Đấy. Thân tơ này, rất là nhiều mắt hoa này. Rất là đẹp luôn. Đây, còn khóm này là khóm to này. Khóm này to gồm có hai thân tơ nhé các bạn nhé. Đây, một thân tơ này. Mắt hoa nó bị rụng bớt các bạn ạ. Đó. Rất đẹp luôn. Hai thân tơ các bạn ạ. Vậy là khóm này có tổng thể là hai phần, phần này có tổng thể là 3 thân tơ. Còn đây phần số 9. Phần số 9 có giá là 600 nghìn đây. Thì khóm này có hai thân tơ này các bạn này. Và quả nữa này. Quả về chúng ta có thể ươm. Đây, hai thân này rất to đẹp luôn này. Phần số 9 này có 3 thân tơ tất cả luôn các bạn ạ. Đó. Đấy, quả đây. Và còn đây những cái phần hàng chung chung thì đây từ phần số 10 trở đi này các bạn này. Đấy, có giá là 400 nghìn ạ. Phần số 10 nhá. Đây là có một thân tơ này. 1 này. 2 này. 3 này. Đấy, khóm này có 3 thân, 2 thân tơ này. 3 4 này. 3 khóm 4 thân tơ nhé các bạn nhé. Là 400 nghìn ạ. Còn phần số 11 đây. Có 1 khóm này, 1 thân tơ này. 2 có 1 thân tơ này. 3 đấy có 1 thân tơ này. 4 có 1 thân tơ nữa này. Đó. Đang nụ hết nhé các bạn nhé. 400 nghìn ạ. Còn đây phần số 12. Phần số 12 có 400 nghìn đây. Có một khóm này, thân tơ này, một thân tơ này. Đó, hai thân tơ này. Đây, khóm này được thêm một thân tơ ở đây nữa này. Là vào ba thân tơ này. Đó. Đây, thân tơ này rất là đẹp luôn này, to đẹp này. Bốn thân tơ này. Đấy, khóm này liền dề nhau này, hai thân tơ nữa này. Đó. Phần số 12 nhé. Còn đây phần số 13 cũng có giá là 400 nghìn ạ. Đây, một thân tơ này. Một khóm này. Đây, hai khóm này. Ba này. Đây, bốn này. Đây, cái này hai thân tơ, ba thân tơ luôn các bạn ạ. Dề này có ba thân tơ luôn này. Đó. Rất là đẹp luôn.
có giá 400.000 thôi. Đây còn phần đây là phần số 14. Phần số 14 có giá là 400.000 nhé các bạn nhé. Đấy, một hai thân tơ luôn các bạn. À một thân tơ thôi. Một thân tơ này đang trổ hoa này, đang có nụ này. Hai này. Thân này rất to nụ này. Ba này. Đó. Bốn này. Đó. Đều có bốn thân này. Tương đương với mỗi thân 100.000 các bạn ạ. Đây phần số 15 nhé các bạn nhé. Phần số 15 có giá là 400.000 tiếp này. Một thân tơ này rất là to đẹp luôn này. Đó. Khóm này hai thân tơ này. Đấy. Đấy. Đây nữa này. Đây khóm này một thân tơ này, đang nụ rất là dài rồi này. Đó, khóm này nữa này. Cái này thì bao 100% là hàng kèn rừng Tây Bắc cho các bạn nhé. Rừng Điện Biên, Lai Châu nhé. Đấy. Tại vì không những vùng khác là kèn rừng nó chưa có nụ nhé các bạn nhé. Như rừng Lào nó chưa có nụ này. Đấy, đây một khóm này này. Phần này cũng có giá là 400.000 thôi. Phần số 16 nhé. Một khóm này. Đó, khóm thân tơ này. Cái này hơi bị sâu một chút này. Hai này. Đang nụ này. Ba này. Cũng là bốn khóm nhớ các bạn nhé. Ba này, thân này nhỏ nhỏ này, đốt phình phình giống như ý thảo ấy, nhưng mà đang nụ này. Ý thảo thì bây giờ chưa nụ đâu các bạn ạ. Nên là cứ yên tâm. Ý thảo, ý ngọc giờ chưa có nụ nên là các bạn cứ yên tâm, hàng này em bao chuẩn kèn 100% cho các bạn. Đấy, 400.000. Đấy. Đây, phần số 17 cũng có giá là 400.000 đây. Hơi sát nhau nên là khó đếm. Một thân tơ này. Đấy. Khóm này hai thân tơ này. Đấy, khóm này một thân tơ nữa này, đỏ ửng luôn này. Đó. 400.000 này. Còn đây. Nữa này, 400.000 đây. Đấy, một thân tơ này. Đang có hai nụ thôi, ba nụ, bốn nụ, năm nụ. Đấy, thân tơ ngắn ngắn mà có đến năm nụ này. Đó. Đây này đang để cái con này. Đấy. Hai rồi này. Ba này. Đủ này, chi chít luôn này. Bốn này. Khóm này còn lại có thêm hai thân tơ này các bạn này. 400.000. Đấy, em quay đến đâu các bạn gắn thẻ luôn cho các bạn, tí nữa các bạn này sẽ gói cho các bạn đúng phần mà đúng giá luôn cho các bạn nhé. Đấy, các bạn đang gắn thẻ luôn từ phần này. Đấy. Đó, em bấm vào những cái thân mà thân già mà thân nó bị héo rồi nhé các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm là không ảnh hưởng đến cây đâu. Đó. Còn đây là những cái phần hàng kèn mà hàng cái giống nó nhỏ nhỏ thôi các bạn. Đó, có giá là 300.000 một phần. Đây phần 19 đây. Phần 19 đây. Em đếm thân tơ các bạn nhé. 1 này. 2 này, 3 này, đó, 3 này, đấy, 4 này, 4, 5 luôn này, 6, ôi khóm này liền dề này, 6, 7, 7 thân tơ này, đấy, 7 thân tơ nhé các bạn nhé, đó, 300.000 phần số 19 này, phần số 20 này. Đấy, cái này chúng ta cứ xem từ từ thôi nhé các bạn nhé. Em quay chi tiết cho các bạn. Phần số 20 cũng có giá là 300.000 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Đấy. 6 này. 7 này. 8. 9 luôn này. 9 ngọn này. Phần số 300 này. À, 300.000 này. Phần số 20 này. Đấy. Còn phần số 21 đây cũng có giá là 300.000 đây. Đó, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 nhá. Đấy, 5 đây, 5 khóm đây. 6 này. Đấy, 6 khóm. Cho thêm một khóm vào đây tư. Ở
đây, ở trong thùng này còn có mấy khóm mà. Đấy, cho thêm hai khóm vào đây nhá. Đấy, ở trong thùng vẫn còn mấy khóm nhỏ em định lấy ra trồng thì em bù luôn vào đây, thêm hai khóm nữa này là phần số 21 này đó. Đấy, phần số 22 đây, 22 thì một khóm, hai khóm này. Đấy, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 khóm luôn các bạn ơi. Đấy, đấy, phần này là có 9 khóm nhé các bạn nhé. Ngắn ngắn đều đều nhau hết này, 300.000 này. Đấy, phần số 23 này, một khóm này. Đấy, khóm này nó bị gốc thân tơ này nó bị lỏng lỏng này. Cốc này cốc này thì thôi thì chúng ta nó sẽ mọc những cây khác thôi các bạn nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 7 thân tơ này các bạn này, nhỏ nhỏ đều đều nhau này. Phần số 24 này cũng 300.000 này, một khóm này, hai khóm. Đấy, cái này các bạn ấy nhặt vào đây là một cái kia thôi. 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, các bạn ấy chia lại không được đều cái phần này. Cái phần này có, nhưng mà thân rất là to đẹp luôn các bạn ạ. Rồi em sẽ để cái phần này cho thêm một khóm nhỏ nhỏ nữa nhé. Đó, đây, thêm hai khóm nhỏ nữa này. Đó, đây nhỉ. Đây là một phần số 25 cũng 300.000 này, cũng một khóm này, cái này hai khóm này. Đấy, có hai thân tơ luôn này, khóm này 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 khóm này. Đấy, còn phần số 26 đây, một khóm này, hai khóm này. Đó, khóm này rất to luôn, khóm này hai thân tơ nhé các bạn nhé, to khủng mà hai thân tơ thôi. Đấy, 4 này này, 5 này, thân này bị gãy một thân nhé các bạn nhé, rất đẹp luôn, nhưng mà bị gãy này, gãy giữa thân này. Về chúng ta nuôi cây con nhé các bạn nhé. Đây, đó, đếm đâu nhỉ, hình như 5, 6, 7 gì đấy rồi. Phần này rất là nhiều thân dài đẹp luôn, nhưng mà bị gãy một hai thân, thân này cũng bị gãy này, gãy ở đầu này này. Bây giờ những thân này đang ra mắt nụ hết nhé các bạn nhé. Phần số 26 đây, còn phần số 27 đây có giá 200.000 thôi các bạn ạ. Phần số 27 thì cây nó bị sâu bệnh với cả nó mất khả năng cho hoa rồi các bạn ạ. Cái này chúng ta lấy hàng giống thôi. Đây, như thân này đây nó bị gãy này. Đấy, phần số 27 này thì được rất là nhiều luôn, nhưng mà hàng giống nhé các bạn nhé, hàng xấu, không có thân hoa nhé các bạn nhé. Đấy, 200.000 thôi. Đấy, cái này em chia sẻ với bác nào thích trồng hàng giống. Đấy, còn đây nữa này, em có hai phần hàng giống thôi, là phần 27 và phần 28 nhé các bạn nhé. Mỗi phần là 200.000 ạ. Em chia sẻ với giá rẻ nhất cho các bạn. Đấy, đây, thân này nó cũng bị gãy này. Đấy, cái này thì hàng bị gãy thân hoa nhé, không có thân hoa nhé các bạn. Đó, vì nó là những thân già, vì chúng ta ươm tỷ lệ nó lên được bằng nào lên nhé các bạn nhé. Đấy, 200.000 một phần thôi. Đấy, vừa rồi là những cái phần kèn mà em đã giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn đặt hàng phần nào thì gọi điện cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé. Thì chúng em sẽ gói lan gửi đi cho các bạn từng phần một luôn. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn nhé.